Chào mừng các anh chị trong câu lạc bộ trí tuệ ưu tú. Chào mừng các anh chị đang xem livestream này. Chào mừng chúng ta quay trở lại với chuỗi livestream bộ công thức bí kíp thu hút tiền bạc, cải thiện sức khỏe và mối quan hệ. Thư, người đồng hành cùng các anh chị trong chuỗi livestream này, Thư xin được tự giới thiệu. Thư, họ tên đầy đủ là Phạm Nữ Minh Thư. Đây là bộ công thức được tạo ra bởi doanh nhân Miss Huỳnh Ngọc Thanh Tú và Thư, người đồng hành cùng các anh chị trong chuỗi livestream này. Các anh chị hãy tag những người bạn thân yêu của mình, gia đình thân yêu của mình, những người thân quen mà các anh chị biết là họ mong muốn và khao khát tìm thấy con đường thành công và giàu có, được không ạ? Thư cũng xin một vài phút để tag những người bạn thân yêu của mình, các anh chị ha. Rồi hôm nay các anh chị có thành công gì có thể comment cùng chat để Thư cùng ăn mừng với các anh chị chúng ta nha. Anh chị nào đã tắt xong những người bạn thân yêu của mình, gia đình thân yêu của mình rồi thì có thể comment lên cùng chat số 2 cho Thư thấy nha. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau thực hành một cái thói quen nữa của người thành công các anh chị ha, đó chính là ra quyết định. Các anh chị chúng ta sẽ cùng nhau nhắm mắt 30 giây và nghĩ về cái kết quả các anh chị mong muốn khi mà tham gia cái buổi chia sẻ này là gì, được không ạ? Rồi anh chị mong muốn cái điều gì thì hãy ra quyết định là mình đạt được cái điều đó các anh chị nha.
Rồi các anh chị, hôm trước chúng ta đang dở ở cái phần là đếm tiền á các anh chị, đếm cái tiền để mình gia tăng cái cảm xúc với tiền đó các anh chị. Thì anh chị, mình cắt giấy A4 ra các anh chị ha, một tờ giấy A4 anh chị sẽ cắt được 6 tờ, mỗi tờ là nó tương ứng với một cái tờ tiền, cái kích thước tương ứng với một tờ tiền 500 ngàn thật của chúng ta. Thì anh chị mình phải anh chị nào có tiền thật đếm thì quá tuyệt vời các anh chị ha. Rồi chúc mừng các anh chị đó. Anh chị nào chúng ta chưa có tiền thật đếm thì sao, chúng ta sử dụng cái này. Chúng ta đếm, tập đếm và đếm theo cái kiểu chuyên nghiệp nha các anh chị ha. Thì nếu mà anh chị lấy da bốn nó sẽ mềm, còn cái thư thôi, lúc đầu thư không có lấy da bốn, thư lấy giấy nó hơi dày, là cái kiểu mà đếm nhanh đó, nó chưa được nhanh lắm các anh chị. Cái tờ giấy nó đi nó chưa được nhanh như là tờ giấy A4. Thì các anh chị mà đọc đọc đếm tiền chuyên nghiệp để làm gì, để vũ trụ thấy là mình có nhiều tiền để đếm, mình biết quản lý tiền, mình thích tiền, thì vũ trụ mới cho anh chị những cái nguồn lực đến để cho anh chị có nhiều tiền hơn. Các anh chị đếm được không ạ? Anh chị quản lý là nằm ở chỗ đó. Thì có nhiều anh chị hỏi câu tiếp là thế thì đếm khi nào, thì khi nào cũng được các anh chị ha. Khi nào anh chị thích thì anh chị cứ lấy ra đếm. Và một cái lưu ý là các anh chị nhớ là chúng ta phải thật là tế nhị nha. Mình cái phương pháp này nó khá là mới mẻ, anh chị hiểu rất là tuyệt vời, nhưng mà gia đình của mình có thể là chưa hiểu, nên là các anh chị hãy làm ở cái chỗ nào có một mình anh chị thôi, được không, để mình được tiếp tục học trau dồi những kiến thức này và mình tạo ra những kết quả cho mình các anh chị ha. Chứ đừng có gọi là không quan tâm gì người khác nghĩ mình vân vân, kiểu là gia đình mình muốn nghĩ sao nghĩ á, thì cái khả năng cao là các anh chị sẽ bị không có tiếp tục được với các anh chị nha. Nên là thôi các anh chị hãy tế nhị nha, tùy tình huống. Nhà có phòng riêng thì làm trong phòng riêng, nhà 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 đông người mà chưa có phòng riêng thì sao, thì đợi mọi người không có đó thì làm, thì vô nhà vệ sinh hay là xuống bếp hay vân vân các anh chị không ạ. Cái đó mình tự sắp xếp ha các anh chị. Thì anh chị luôn cứ cái lúc nào mà anh chị thấy là vui vẻ hạnh phúc thì anh chị cứ lấy ra anh chị đếm, không nhất thiết là phải đếm vào buổi tối ha. Thời điểm nào mà mình có một mình đó, để mình tận hưởng cái cảm giác mà mình giàu có, mình cảm giác chiến thắng các anh chị, là được, đúng không ạ? Cảm giác thành công và giàu có đó, khi mà các anh chị ứng dụng thành công đó, thì các anh chị sẽ trở thành cái ngọn đuốc sáng cho gia đình và người thân của mình các anh chị ha. Thì họ thấy anh chị là một tấm gương thì họ họ cũng muốn thay đổi, thì họ sẽ đi theo. Thì lúc đó thì các anh chị hãy mở lòng ra và giúp cho gia đình của mình, cái người thân trong gia đình của mình các anh chị ha. Thì bản thân của Thư hay là tất cả các anh chị trong câu lạc bộ cũng vậy các anh chị. Nếu anh chị doanh nhân á, thì lúc mới mà khi mới bắt đầu ứng dụng sức mạnh tiềm thức á, thì người thân không có biết, không hiểu mình làm gì đâu các anh chị, nên là mình phải rất là, mọi người phải rất là khéo léo luôn á các anh chị ha. Chép livestream hay là làm mấy cái quy trình á, thực hành mấy cái quy trình á, thì cũng phải lên phòng riêng mà làm các anh chị ha. Còn bây giờ thì mọi người bắt đầu hiểu rồi. Ví dụ gia đình của doanh nhân Miss Thanh Tú á, thì mọi người đã hiểu rồi các anh chị ha, hiểu những cái kiến thức mà Miss Thanh Tú đang học và ứng dụng rồi, hiểu về câu lạc bộ rồi á, nên là rất là ủng hộ và rất là yêu quý. Nên là nhiệm vụ của chúng ta là gì ạ? Hãy ứng dụng có kết quả các anh chị nha, phải thành công, thì khi đó các anh chị sẽ trở thành một cái ngọn đuốc sáng, một cái tia sáng và phát sáng ra cho tất cả những người xung quanh của mình. Thì đầu tiên là gia đình mình sẽ thấy các anh chị ha, rồi tới những người xung quanh, rồi nếu như mà bất kỳ ai trong số họ mà muốn thay đổi giống như anh chị thì họ sẽ đến với anh chị và mong muốn là được đi theo, được hướng dẫn. Thì các anh chị cứ tưởng tượng như vậy ha, có một cái cây
mà khi nó phát triển, nó lớn lên thì tự nhiên là nó xòe cái tán nó ra, à cái nhánh cây, cái tán cây nó ra, đúng không ạ? Và những cái người ngồi dưới cái gốc cây đó thì cũng được hưởng cái bóng mát luôn, mặc dù có thể là người đó không có làm, cái người ngồi dưới đó không làm gì hết, nhưng mà vẫn được hưởng cái bóng mát, đúng không ạ? À, cái cây đó nó trưởng thành lên thì nó phát triển lên, nó thành một cái cây to, à thì cái tán của nó là che rất rộng ra, rồi sao ạ? À, dưới nó có thể che cho rất là nhiều người, mặc dù là những cái người ngồi dưới bóng cây đó là không có làm gì hết, nhưng mà họ vẫn được hưởng cái bóng mát của cái cây đó. Thì chúng ta là những cái người mà trở thành những cái cây đó đó các anh chị, và những cái người mà ngồi dưới cái bóng cây đó chính là gia đình thân yêu của chúng ta các anh chị nha, những người quen, người thân yêu, những người bạn bè vân vân đấy anh chị ha. À, ví dụ trong câu lạc bộ, các anh chị có một anh đó là ảnh chia sẻ như thế này, ảnh viết lời cảm ơn ít nhất là 90 khách hàng mỗi ngày. À, ảnh viết cảm ơn ít nhất là những cái khách hàng, thì khi mà ảnh làm như vậy tự dưng là có nhiều khách hàng đến mua hàng của ảnh. Thì trong cái quy trình là lòng biết ơn các anh chị ha, anh chị muốn đạt được cái điều gì thì hãy biết ơn cái điều đó nhiều lên thì nó sẽ đến rất là nhanh, được không ạ? Rồi, rất là tuyệt vời các anh chị ha. Thì đây là cái nội dung ôn lại một chút xíu, cái bỏ quỹ tự do, Thư sẽ nhắc lại ôn lại chút với các anh chị ha. Bỏ quỹ tự do tài chính là như thế nào, các anh chị sẽ chuẩn bị cho mình một cái lọ trong suốt thủy tinh hoặc là nhựa, thì nhựa nó sẽ nhẹ hơn, được không ạ? Nó dễ dàng di chuyển, các anh chị mà có đi du lịch thì mà vali rộng cậu mang theo cái hũ đó luôn, được không? Nếu như mà đi xa mà nó không tiện mang theo cái hũ đó thì hãy trữ tiếp ở dạng phong bì, và cái quỹ đó để làm gì, đó là một cái thỏi 500 hút tiền cho các anh chị chúng ta, được không ạ? Mỗi ngày, thì giống như anh chị biết là câu cá thì phải có mồi câu, đúng không? Thì cái quỹ tự do tài chính này nó cũng hoạt động như là một cái mồi câu tiền về cho chúng ta các anh chị, một cái mồi nhử để những cái dòng tiền khác nó về với chúng ta, được không ạ các anh chị ha? Rồi thì đấy, đó là cái tác dụng của nó. Và với cái quỹ tự do tài chính này chúng ta còn được gì nữa các anh chị? Chúng ta rèn luyện cho mình cái thói quen là trả cho mình giàu lên trước, được không ạ? À, mỗi ngày mình luôn rèn luyện cái thói quen trả cho mình giàu lên trước. Và nhiều anh chị hỏi là bây giờ tiền chị đang chưa vuông, chị chưa có nhiều thu nhập, đang không có nhiều thì sao? À, số tiền cũng quan trọng, nhưng quan trọng hơn là thói quen các anh chị ha. Mình có thể bắt đầu từ 1.000, 2.000, bao mệnh giá bao nhiêu cũng được, mỗi ngày mình bỏ ít nhất là một lần, nhiều hơn có được không ạ? Được các anh chị ạ, không có giới hạn số lần, nhưng tối thiểu phải là một lần một ngày. Và các anh chị ngày nào cũng mình cũng tổng kết và ăn mừng thành công cái quỹ này. Và cái cách tổng kết là như thế nào? À, hôm nay anh chị bỏ 1.000, ngày mai anh chị bỏ 2.000, là anh chị có tổng 3.000, thì ngày mai anh chị sẽ ghi luôn là 3.000, chứ anh chị không ghi là 1 cộng 2 là 3, được không ạ? Ghi cái số dư cuối cùng thôi, để mỗi ngày anh chị nhìn vào cái số dư đó thì anh chị biết là tổng cái quỹ mình đang có là bao nhiêu. Và cái tiền này các anh chị nha, nó là chúng ta đang luôn tập trung vào cách tổng kết đó, để chúng ta luôn tập trung vào số dư. Thì theo quy luật tập trung, cái gì tập trung cái đó mở rộng, chúng ta tập trung vào số dư thì số dư mở rộng. Cái quỹ này là quỹ tự do tài chính, chúng ta tập trung vào tự do tài chính thì tự do tài chính mở rộng mới được mà đấy. À, và các anh chị nhớ là cái quỹ này mình không được lấy ra chi tiêu tiêu xài nha các anh chị nha. Quỹ này là cái quỹ để trả cho mình giàu lên, trả cho tương lai, để mình tạo ra cái tương lai huy hoàng về tài chính của mình sau này các anh chị ha. Tức là mình hiện tại mình không có dùng gì hết, và cái quỹ này là dùng để làm gì? Thư sẽ chia sẻ với anh chị là nó dùng để đầu tư và kinh doanh, đầu tư cho mối quan hệ chất lượng, đầu tư cho sức khỏe của các anh chị, đầu tư cho thông tin chất lượng, đầu tư cho trí tuệ của các anh chị, được không ạ? Đầu tư để giúp các anh chị giàu lên á, chứ không phải là để mình tiêu xài những cái gì đó các anh chị ha. Và tuyệt đối là không mượn cái quỹ này để mình chi cho cái việc này cái việc kia mà nó không phải là cái mục đích là tự do tài chính của mình các anh chị nha.
Tại vì các anh chị biết sao mà, khi mà chúng ta mượn tiền của người khác là nó vẫn đang dễ là trả lại rồi đúng không? Vẫn cái việc trả lại là nó cũng sẽ, tức là mình mượn tiền người khác rồi mình trả nó. Nhiều khi là mình, cái bản tính của con người mình là mình khó, mình không muốn trả, hay là kiểu mượn người khác thì không có, mình mượn người khác thì mình không nhớ, nhưng mà người khác mượn mình thì mình nhớ. Đó, cái này là dễ ví dụ nhất đúng không? Thì các anh chị hiểu là khi mà các anh chị mượn chính mình á, cái này là anh chị mượn chính mình, thì cái khả năng mà anh chị trả lại là không có cao đâu các anh chị ha. Nên là mình phải rất là kỷ luật luôn nha các anh chị nha. À, mình phải cam kết mình làm được cái điều này đúng không ạ? Rồi, à, rất là tuyệt vời. Thì hôm nay là cái buổi ôn tập nó cũng không quá dài các anh chị. À, thì các anh chị có câu hỏi gì thì có thể comment đến cung chat để Thư hỗ trợ các anh chị nha. Rồi, à, và Thư cũng, về là chắc là các anh chị hiểu hết rồi đúng không? Mọi Thư không thấy mọi người gửi gửi cái câu hỏi gì lên, nhưng mà các anh chị có thể, à, nếu mà anh chị xem lại cái video này thì cứ hashtag lên comment là xem lại cho Thư thấy nha. À, rồi các anh chị nào mà có câu hỏi thì cứ comment lên, thì Thư nhận được thì Thư sẽ phản hồi tới các anh chị nha. Rồi, rất là tuyệt vời, cảm ơn các anh chị đã, à, đồng hành cùng Thư trong chuỗi livestream, trong buổi livestream ngày hôm nay, và rất là biết ơn, cảm ơn các anh chị. À, hẹn gặp lại các anh chị à, trong Zoom 20, trong Zoom sáng mai lúc 4:45 để chúng ta học và chúng ta đọc sách, chúng ta cùng nhau phân tích à, những cái đầu sách của những người thành công để chúng ta gia tăng cái độ nhạy bén, cái óc phân tích, cái thế giới quan của mình các anh chị ha. Rồi, rất là tuyệt vời, biết, à, biết ơn, cảm ơn các anh chị. Các anh chị hãy biết ơn và cảm ơn chính mình các anh chị ha. Công nhận chính mình và chúng ta rất là xứng đáng với sự thành công và giàu có. Mỗi ngày chúng ta đều dành thời gian để phát triển bản thân mình lên, tiếp nạp thêm những cái tư duy kiến thức mới để mình gia tăng cái giá trị nội tại của mình, và chúng ta đi thuận theo quy luật của tự nhiên. Chúng ta rất là xứng đáng với sự thành công và giàu có các anh chị nha. Rồi, Thư xin gửi lời chúc các anh chị là ngủ ngon trong ý niệm thành công và giàu có. Và ngày mai các anh chị thức dậy trong hân hoan. Rồi, hẹn gặp lại các anh chị nha.